Xin kính chào quý vị khán giả. Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, vùng núi phổ biến từ 12 đến 14 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C. Do đặc điểm không khí lạnh lệch đông, trong hôm nay, Tây Bắc Bộ mới ghi nhận mức giảm nhiệt đáng kể, đồng thời Bắc Trung Bộ chuyển rét và Trung Trung Bộ chuyển lạnh. Tại Hà Nội, chất lượng không khí được cải thiện rõ rệt khi các chất bụi bẩn được khuếch tán. Có một số khu vực có thể hưởng nắng về trưa và chiều, nền nhiệt tăng nhưng không đáng kể. Đáng lưu ý, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ và các khu vực khác, chiều tối và đêm mưa rào và dông, ngày nắng. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trên biển, thời tiết có gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Vùng giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi 12 đến 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết nhiều mây, phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25 đến 28 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ít mây, ngày nắng, nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ, riêng chiều tối và tối có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Dao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!